Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tại sao Bộ Y tế thần tốc bỏ cách ly cho người nhập cảnh, còn người dân vẫn phải loay hoay xoay sở con đường về quê suốt 2 tuần vừa qua? Thái Bình, chính quyền xã kiểm điểm trưởng thôn khóa trái cửa nhà dân để phòng dịch. Trưởng thôn hay chính quyền xã mới là đối tượng cần phải kiểm điểm. Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện dã chiến sẽ kích hoạt ngay lập tức trong 24 tiếng ngay sau khi nhận lệnh. Thành phố Hồ Chí Minh công bố 3 nhóm F0, F1 được nhận tiền hỗ trợ. Không có lý do gì mà khách du lịch vào Việt Nam chỉ phải tự theo dõi sức khỏe 3 ngày. Trong khi đó, người dân trong nước về quê lại phải cách ly từ 7 đến 14 ngày. Rồi cục bộ có địa phương còn yêu cầu xét nghiệm PCR. Vâng thưa quý vị, đây là quan điểm của Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư Dũng cũng cho biết thêm, đến thời điểm này thì không thể yêu cầu người dân phải có giấy xét nghiệm 24 giờ hay là 72 giờ như một số tỉnh đang đòi hỏi. Vì xét nghiệm PCR như vậy, một số người đã khỏi bệnh cả tháng vẫn có thể dương tính khi xét nghiệm PCR. Đó chỉ là xác virus và không có khả năng lây nhiễm nhưng vẫn ảnh hưởng tới công việc đi lại của họ. Hiện việc Bộ Y tế nhanh chóng gỡ khó với người nhập cảnh nhưng chậm trễ can thiệp trong việc người dân về quê đón Tết đang khiến dư luận không đồng tình. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này dưới góc nhìn của Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng trong phần sau của chương trình. Trước tiên thì mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thái Bình, chính quyền xã kiểm điểm trưởng thôn khóa trái cửa nhà dân để phòng dịch. Trưởng thôn hay chính quyền xã mới là đối tượng cần phải kiểm điểm. Thưa quý vị, tiếp tục với những diễn biến mới liên quan đến vụ việc trưởng thôn khóa trái cửa gia đình 4 người do có người về từ vùng đỏ tại thôn Ca Bạt Lụ, xã Nam Cao, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình mà chúng tôi đã chia sẻ trong các bản tin trước. Trước phản ánh của truyền thông và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, mới đây thì ông Phạm Thành Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Cao cho biết rằng trong ngày 17 tháng 1, lãnh đạo địa phương đã họp để xem xét sự việc. Ông Phạm Ngọc Thao là trưởng thôn Ca Bạt Lụ được mời tới dự họp kiểm điểm rút kinh nghiệm. Và dự kiến trong ngày hôm nay, 18 tháng 1, chính quyền địa phương sẽ tổ chức xin lỗi gia đình nêu trên. Tuy nhiên, dư luận nhiều người cho rằng trong vụ việc này, kiểm điểm trưởng thôn là chưa thỏa đáng. Bởi thực tế, mỗi quyết định được đưa ra trong phòng chống dịch đều do Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định và lãnh đạo địa phương đều phải chịu trách nhiệm người đứng đầu. Không thể để đến khi vụ việc làm bức xúc dư luận mới lôi một cán bộ nào đó ra kiểm điểm thí điểm. Nếu nói Ủy ban Nhân dân xã Nam Cao hoàn toàn vô can trong vụ việc này là điều không hợp lý. Trách nhiệm không thể thuộc về mỗi trưởng thôn. Phải đến khi truyền thông đặt câu hỏi về trách nhiệm của xã, lãnh đạo xã mới thừa nhận và phân trần rằng trong suốt một tuần thực hiện cách ly, gia đình không có ý kiến gì cả. Đến hôm hết cách ly lại xuất hiện thông tin như vậy. Chúng tôi cũng chỉ muốn làm sao hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh để nhân dân đón Tết an toàn. Sai ở đâu? Chúng tôi xin chịu trách nhiệm ở đó và nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh lên sẵn kịch bản chống dịch COVID-19 vào dịp Tết Nguyên đán 2022. Thưa quý vị, các bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh đang tạm ngưng sẽ được tái kích hoạt ngay sau 24 giờ khi cần. Bệnh viện dã chiến số 12 hoạt động xuyên Tết, sẵn sàng ứng phó tình huống bùng dịch Omicron. Vâng thưa quý vị, đây là thông tin được Chánh Văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết trong họp báo mới đây. Ngoài ra, các đơn vị y tế phụ trách những bệnh viện dã chiến còn hoạt động phải đảm bảo nhân lực vận hành thông suốt. Đặc biệt, khu vực y tế ở sân bay Tân Sơn Nhất và bệnh viện dã chiến số 12, nơi thu dung, điều trị các trường hợp nghi ngờ và xác định nhiễm biến chủng Omicron sẽ không đóng cửa trong dịp Tết. Trong những ngày nghỉ Tết, Sở Y tế điều phối nhân sự từ các bệnh viện khác tới hỗ trợ bệnh viện dã chiến số 12. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Tại sao Bộ Y tế thần tốc bỏ cách ly cho người nhập cảnh, còn người dân vẫn phải loay hoay xoay sở con đường về quê suốt 2 tuần vừa qua? Chắc hẳn quý vị vẫn chưa quên, cách đây khoảng 1 tháng, khi mà Cục Hàng không có đề xuất giảm thời gian cách ly cho khách nhập cảnh từ 14 xuống 7 ngày. Bộ Y tế đã ngay lập tức chấp thuận. Rồi chỉ vài ngày sau đó, Cục Hàng không tiếp tục đề xuất Bộ Y tế bỏ hẳn cách ly với người nhập cảnh. Bộ Y tế sau đó cũng đã chấp thuận đề xuất này. Theo đó, khách nhập cảnh chỉ phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong vòng 3 ngày đầu tiên. Có thể thấy, Bộ Y tế vào cuộc rất nhanh chóng để gỡ khó cho doanh nghiệp hàng không và người nhập cảnh.
Thế nhưng với câu chuyện người dân về quê phải cách ly thì đến giờ phút này, Bộ Y tế vẫn chưa có động thái quyết liệt nhằm gỡ khó cho người dân. Nhiều người băn khoăn khi trở về quê ăn Tết có bị cách ly hay không? Cũng có người lo lắng khi về quê sẽ có tình trạng có ánh nhìn không hay với người trở về từ vùng dịch khi những tấm biển đỏ được treo lù lù trước cổng nhà. Trong khi trước đó, Nghị quyết 128 của Chính phủ đã quy định về việc linh hoạt thích ứng với dịch bệnh. Liên quan đến vấn đề này, Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, quyền đi lại ngày Tết của người dân là hoàn toàn chính đáng. Thay vì ra các văn bản trái với Nghị quyết 128, Bộ Y tế có thể ra hướng dẫn cách ly mới. Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng cho rằng, đến thời điểm này thì không thể yêu cầu người dân phải có giấy xét nghiệm 24 giờ hay là 72 giờ như một số tỉnh đang đòi hỏi. Vì xét nghiệm PCR như vậy, một số người đã khỏi bệnh cả tháng vẫn có thể dương tính khi xét nghiệm PCR. Nhưng đó chỉ là xác virus, không có khả năng lây nhiễm, nhưng vẫn ảnh hưởng tới công việc đi lại về quê của người dân. Đến nay, người dân đều đã tiêm đủ 2-3 mũi vaccine. Phó Giáo sư Dũng cũng cho rằng tại sao ở trong nước thì lại bắt phải cách ly 7 ngày và theo dõi tại nhà 14 ngày nếu người từ vùng cam, vùng vàng về. Quan điểm của Phó Giáo sư Dũng là có thể yêu cầu người dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà 3 ngày giống như là khách du lịch và người nhập cảnh vào Việt Nam, cũng chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà 3 ngày mà thôi. Còn nếu cảm thấy 3 ngày là không đảm bảo cách ly, thì cũng phải thay đổi số ngày cách ly với người nhập cảnh để đảm bảo công bằng. Thay vì ra những quy định về cách ly 7 ngày, 10 ngày hay là 14 ngày, hay yêu cầu xét nghiệm PCR âm tính mới được về quê đón Tết, thì các địa phương nên vận động người dân làm như thế nào để đón Tết an toàn là hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết 128 của Chính phủ, là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Thành phố Hồ Chí Minh công bố 3 nhóm F0, F1 được nhận tiền hỗ trợ. Thưa quý vị, mới đây thì ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã có công văn gửi các quận huyện, thành phố Thủ Đức hướng dẫn chi trả hỗ trợ cho các F0, F1 thời gian vừa qua. Những trường hợp được nhận hỗ trợ là các đối tượng thuộc nhóm chưa trưởng thành, người cao tuổi, người có khiếm khuyết cơ thể. Theo đó, những trường hợp trên sẽ được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng một người một ngày đối với các F0 từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thời gian hỗ trợ dựa trên số ngày điều trị thực tế và tối đa là 45 ngày. Những người thực hiện cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền cùng khoảng thời gian nói trên được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng một ngày, thời gian hỗ trợ tối đa là 21 ngày. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.